chịu được có hại cho đôi bà con mình lui xuống ạ. Nếu như nó sập chỗ này nó sẽ tràn nước ra rất nguy hiểm ạ. Xin mời bà con lui xuống giúp em ạ. Cảm ơn bà con gì, xin mời bà con lui xuống giúp em ạ. Chỗ này có nước tràn ra rất nguy hiểm cho nên bà con lui xuống giúp em ạ. Lui xuống giúp em ạ. Đề nghị bà con lui xuống giúp em ạ. Lui xuống giúp em ạ, chúng sẽ bóng rất nguy hiểm. Xin mời bà con xin mời bà con hợp tác với bà con lui xuống, kẻ sập sân khấu tràn nước ra dây điện rất nhiều, rất nguy hiểm ạ. Một lần nữa xin mời sự hợp tác của bà con mình lui xuống, nếu như sập sân khấu nước tràn ra rất nguy hiểm, dây điện rất nhiều ạ. Bà con lui xuống giúp mình ạ. Dạ, xin các anh hãy hỗ trợ cho chương trình. Sân khấu của chúng ta còn sử dụng cho chương trình bế mạc nữa. Và xin bà con hãy lui ra và chúng ta giải tán đi ạ. Xin lực lượng an ninh hãy khẩn trương giúp với ban tổ chức ạ. Xung quanh sân khấu dây điện rất nhiều. Đề nghị bà con tránh xa ra vì sự an toàn của chính mình. Vì sự an toàn của chúng mình đề nghị bà con tránh xa sàn sân khấu ra. Đề nghị bà con lui lại cách xa sân khấu ít nhất là 2 mét. Ít nhất là 2 mét để đảm bảo an toàn cho mình vì dây điện rất nhiều ạ.